Thời đại công nghệ 4.0 rồi nên cái chuyện mà đi du lịch tự túc ngày càng dễ dàng hơn. Để so sánh giá vé thì hoàn toàn có thể như là Skyscanner. Về booking khách sạn thì có thể là booking.com hoặc là về Airbnb nếu các bạn thích ở những cái nhà dân. Về các cái cung đường, tuyến đường đi thì các bạn có thể check thử Roam to Rio. Về những cái địa điểm như là ăn uống, vui chơi, cà phê thì hoàn toàn có thể ra là TripAdvisor. Khi mà mình cần tìm mua những cái sim, điện thoại, những cái thiết bị phát sóng wifi hoặc là những cái vé tham quan ở một cái điểm nào đó, và mình có thể lên KKday, lên Klook hoặc là lên divu.com để mình tìm và mình mua những cái vé đó với giá rẻ hơn so với mình mua trực tiếp ở tại điểm đến. Đó là một số kỹ năng, kiến thức rất cơ bản mà hầu hết các bạn trẻ thích đi du lịch nước ngoài tự túc đều nắm được. Với công nghệ trong tay, họ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, có sự so sánh và lựa chọn dịch vụ nào tốt, phù hợp với mình. Xu hướng du lịch tự túc cũng dẫn đến sự ra đời của những loại hình dịch vụ đặc thù. Trong 4 năm trở lại đây, nhiều website và ứng dụng chuyên về du lịch tự túc như DiVui, Klook, KKday đã đổ bộ vào Việt Nam. Có nhiều lý do để giới trẻ ngày nay lựa chọn đi du lịch tự túc, nhưng lý do chính vẫn là cảm giác được đi theo cách riêng của mình. Du lịch tự túc tất nhiên cũng không tránh khỏi những rủi ro, nhưng có lẽ giới trẻ nhìn nhận điều đó bằng đôi mắt tích cực hơn khi điều họ quan tâm trên hết là cơ hội được trải nghiệm. Thực ra nếu mà một chuyến đi mà nó hoàn toàn không có vấn đề gì từ đầu đến cuối thì có khi mình lại không được nhớ bằng là có những cái trải nghiệm mà đôi khi nó bị không theo ý muốn của mình một chút. Sau khi bạn đi về mà bạn có thể chia sẻ được những thông tin cần thiết và quan trọng thì những người đi sau bạn sẽ biết để tránh những cái rủi ro mà họ có thể gặp trong suốt quá trình họ đi du lịch tự túc. Với sự hỗ trợ của công nghệ, giới trẻ Việt ngày càng đi xa hơn. Đi xa hơn không chỉ ở khoảng cách địa lý mà còn ở những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà họ tự mình tích lũy được để làm phong phú thêm hiểu biết và cuộc sống của mình.